Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm lên tiếng nói rõ về mối quan hệ với con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Trong 4 thập kỷ lẫy lừng trên sân khấu, nghệ sĩ Vũ Linh từng kết hợp ăn ý với nhiều cô đào như Tài Linh, Phượng Mai, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ. Nhưng với Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh còn có sự gắn kết đặc biệt hơn. Những ngày qua, sự việc gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp tài sản. Em và cháu nghệ sĩ Vũ Linh phủ nhận huyết thống, cho rằng Hồng Loan chỉ là con nuôi cố nghệ sĩ Vũ Linh và không có quyền thừa kế toàn bộ tài sản. Từ đó, thân phận Hồng Loan là con nuôi hay con ruột cũng được khán giả đặc biệt quan tâm. Nhiều người đặt nghi vấn có lẽ nào Hồng Loan là người con gái được giấu kín của Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm. Bởi trong quá khứ, cả hai nghệ sĩ từng yêu nhau sâu đậm và tính đến chuyện đám cưới. Thanh Thanh Tâm cho biết cơ duyên gặp gỡ Vũ Linh là vào năm 1987, khi đó Vũ Linh chuyển về hát ở đoàn Trần Hữu Trang 2. Hồng Loan con gái Vũ Linh sinh vào tháng 6 năm 1987, thì làm sao Hồng Loan là con gái của Thanh Thanh Tâm được? Xin mời quý khán giả bấm đăng ký kênh Tin Giải Trí để tiếp tục theo dõi tin tức mới nhất hàng ngày. Vũ Linh lúc đó từ đoàn Sông Bé chuyển về hoạt động ở đoàn Trần Hữu Trang. Trong đêm cuối Vũ Linh diễn ở đoàn Sông Bé, Thanh Thanh Tâm đã đến xem vì muốn tận mắt tìm hiểu về người sẽ đồng hành trên sân khấu cùng mình. Trước đó, cô thậm chí chưa từng gặp Vũ Linh ngoài đời, chỉ biết ông là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Sau khi xem xong anh Linh diễn trên sân khấu, tôi thấy bồi hồi. Tôi không nghĩ người sẽ kết hợp sau này với mình hát hay đến như vậy. Ngày đầu tiên chuyển về hát ở đoàn Trần Hữu Trang, anh Linh mặc một chiếc áo kẻ sọc caro, tóc để dài, nhìn xến lắm. Từ khi diễn chung, tôi mới nói anh Linh đi cắt tóc, túc tác lại, bỏ hết mấy áo kẻ sọc đi, Thanh Thanh Tâm chia sẻ. Tại đây cô và cùng với nghệ sĩ Vũ Linh đã trở thành cặp diễn ăn ý nhất và thu hút được nhiều khán giả. Cả hai tạo nên một cặp tình nhân sân khấu cực mùi mẫn qua các tuần như Nước Mắt Bạo Lực, Tình Yêu Tên Cướp, Hòn Vọng Phu, Sa Phu Đi Xứ, Những Đứa Con Oan Nghiệt. Khán giả hình thành những fan để hoan hô, ủng hộ nồng nhiệt Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh, đến độ khán giả la ó, phản đối không cho Vũ Linh hay Thanh Thanh Tâm hát cặp với nghệ sĩ nào khác. Mãi đến khi có sự xuất hiện của nghệ sĩ Tài Linh, đôi tình nhân này mới tách ra. Đến năm 1989, Thanh Thanh Tâm rời đoàn Trần Hữu Trang 2, tạm kết giai đoạn vàng son của đôi nghệ sĩ Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm. Nữ nghệ sĩ cải lương chia sẻ trong quá trình diễn chung, cô và Vũ Linh thường xuyên cãi nhau. Không ít lần Vũ Linh tuyên bố không đứng chung sân khấu với Thanh Thanh Tâm. Không chỉ ca hát ăn ý, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm từng cảm mến và yêu nhau. Theo nghệ sĩ Diệu Hiền, người thầy đáng kính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kể lại, anh đã từng đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ mong muốn cưới cô làm vợ. Nghệ sĩ Diệu Hiền khuyên anh nên chậm lại để xem tình cảm phát triển thế nào rồi sẽ về quê nói chuyện với mẹ ruột của anh. Bẵng đi một thời gian, mối tình này tan rã trong âm thầm. Với anh Linh, tôi có nhiều kỷ niệm. Thương rất nhiều nhưng giận cũng không ít. Bây giờ nghĩ lại những cái giận hồi đó quá nhỏ bé. Lúc ấy, tôi cũng trẻ con nữa. Giờ anh mất rồi, kỷ niệm động lại là những niềm vui. Từ những ngày đầu gặp nhau rồi đứng chung sân khấu, Thanh Thanh Tâm bày tỏ. Thanh Thanh Tâm cho biết, cô hay tin nghệ sĩ Vũ Linh mắc bạo bệnh khoảng 2 năm nay. Cô nắm rõ bệnh tình thông qua một đồng nghiệp tại Việt Nam. Trong 10 lần gọi điện về Việt Nam, tôi chỉ nói chuyện với anh được một lần. Thế nhưng, ngày nào tôi cũng canh giờ để gọi điện, gặp anh Linh. Giờ giấc bên Mỹ khác Việt Nam. Bản thân tôi cũng phải đi làm. Những cuộc nói chuyện đôi khi phải dừng đột ngột vì anh phải uống thuốc hoặc nghỉ ngơi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, khi nghe tin đàn anh qua đời, Thanh Thanh Tâm đau xót. Cô thức suốt đêm, khóc liên tục. Cô nói đó là nỗi mất mát to lớn, không bù đắp nổi. Với Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh vừa là người thầy, người anh, người tình trên sân khấu. Tuy rằng, bây giờ, tôi không được gặp anh Linh nữa. Nhưng tất cả tình cảm, vở diễn mà cả hai từng đóng chung đều sống mãi trong lòng tôi cho đến hết cuộc đời này. Anh ra đi thanh thản. Chúng mình sẽ sớm gặp nhau ở chốn ấy, cô nói. Xót xa tuổi thơ đau buồn của Hồng Loan, con gái ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Mất mẹ từ khi còn nhỏ, cha đi diễn truyền miên phải ở nhà chịu đựng sự hắt hủi của cô ruột. Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958. Có một cô con gái ruột duy nhất là Võ Thị Hồng Loan, sinh năm 1987. Tức năm Vũ Linh 29 tuổi, đứa con gái chào đời. Vì sự ngăm cấm của gia đình mẹ Hồng Loan, không cho con gái yêu nghệ sĩ. Nên sau khi sinh được vài ngày,
Vũ Linh đã ẵm con gái còn đỏ hỏn về nhà. Còn mẹ Hồng Loan lâm bệnh mất sớm chỉ sau khi sinh 2 tháng. Đích thân nghệ sĩ Vũ Linh đã làm khai sinh cho con gái và để trống một họ tên mẹ. Xin mời quý khán giả bấm đăng ký kênh Tin Giải Trí để tiếp tục xem những tin tức mới nhất. Ngày xưa, Vũ Linh sống cảnh gà trống nuôi con. Hồng Loan không có mẹ nên với chị ba là tất cả, vừa là cha vừa là mẹ. Mặc dù được sống trong cảnh giàu sang, được ăn ngon, mặc đẹp, nhưng với một đứa trẻ, nó cần có ba mẹ bên cạnh. Hồng Loan không có mẹ là một thiệt thòi lớn. Ba thì đi diễn, đi quay video không có thời gian nghỉ. Có lần, Vũ Linh kể thời Hoàng Kim, có khi 4 năm ông không gặp con gái. Ông về trễ nó đi ngủ, sáng nó đi học thì ông lại đi. Cứ như vậy kéo dài năm này qua năm khác. Hồng Loan không có diễm phúc được ba mẹ đưa đón đi học, đi họp phụ huynh như bao người khác. Ba đi kiếm tiền nuôi đại gia đình, suốt 20 năm phải trả nợ cho em trai, em gái. Để Hồng Loan ở nhà với cô ruột. Cô ruột cũng có một người con gái bằng tuổi Hồng Loan. Vũ Linh đi diễn xa hay đi nước ngoài mua gì cho Hồng Loan là phải mua cái đó cho cháu gái mới được. Ngay cả một cục kẹo cho con gái thì cháu gái cũng phải có. Người em gái của ba luôn gieo vào đầu Hồng Loan tư tưởng nó là con nuôi, là phần ăn nhờ ở đậu. Nhưng hễ có Vũ Linh là giọng cô khác ngay. Cô hay kể nó này kia để chia rẽ tình cha con. Hồng Loan ở nhà với cô ruột thường xuyên bị đánh. Vũ Linh đi diễn về thấy những vết thương trên người con liền nổi giận, tụi mày muốn giết con tao hả? Sau biết tính của em gái nên đi diễn, nghệ sĩ Vũ Linh bế con gái theo rồi nhờ người quen trông hộ. Hồng Loan lớn lên thì ít nói, rất sợ ba nên ít tâm sự với ba. Hồng Loan cũng không dám hỏi ba về mẹ ruột, vì sợ ba buồn. Dù được ba cưng, cho mặc đồ đẹp như công chúa nhưng nó rất sợ ba. Vũ Linh từng nói, thất bại lớn nhất của ông là con gái quá sợ ba. Ở tuổi dậy thì, người ta gọi là tuổi nổi loạn. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, không tìm được tiếng nói chia sẻ với người lớn. Ba thì đi diễn biền biệt, mỗi khi ba về thì luôn trong tình trạng mệt mỏi, không dám kể chuyện này kia, sợ ba buồn. Một đứa trẻ không tìm được tiếng nói trong gia đình, Hồng Loan quen bạn bè và mắc sai lầm, là mẹ khi tuổi còn nhỏ. Nhưng Hồng Loan không bỏ con, sinh con và nuôi con của mình, dám chịu trách nhiệm về việc làm của chính mình. Nhờ vậy mà đến nay dù chỉ mới 36 tuổi nhưng Hồng Loan đã lên chức bà ngoại. Nghệ sĩ Vũ Linh vì mãi lo kiếm tiền trả nợ cho các em mà lơ là con gái của mình. Ông không trách con gái, mà càng thương con hơn, thương cả cháu ngoại. Sau Hồng Loan sinh thêm một người con gái với chồng đầu. Nhưng hôn nhân không hạnh phúc, không hợp nhau nên cả hai chia tay. Nhiều năm sau Hồng Loan gặp người chồng hiện tại, cả hai có một đám cưới ấm áp hạnh phúc và lần lượt sinh ba người con trai. Nghệ sĩ Vũ Linh càng vui mừng vì nhiều con cháu, gia đình đông vui. Tuy nhiên hiện tại, một số người vì chuyện tranh giành tài sản giữa con và cháu nghệ sĩ Vũ Linh lại đem chuyện Hồng Loan có hai đời chồng và sinh con khi còn nhỏ tuổi để châm chọc bêu rếu. Mới đây Hồng Loan tiết lộ tin nhắn trò chuyện với con gái. Con gái Hồng Loan nhắn: "Mẹ ơi, cúng 100 ngày của ngoại chắc con và chị hai không lên. Bữa giờ con coi mạng xã hội, thấy mẹ bị người ta bịa đặt, tấn công mẹ." Hồng Loan mới bảo: "Chị em con lên đây với mẹ, khi nào gần tới ngày cúng mẹ sẽ gọi nhắc." Con gái nói: "Chị em con sợ lên đó người ta thấy, người ta lại tiếp tục đem mẹ ra nói." Hồng Loan đáp: "Mẹ không có gì phải sợ, tụi con là con của mẹ mà, mẹ công khai chứ mẹ có giấu gì đâu." Có thể thấy dù mắc sai lầm khi tuổi còn nhỏ, nhưng Hồng Loan đã nuôi dạy con trưởng thành. Không những thế ông ngoại Vũ Linh cũng hết mực yêu thương các cháu. Nên những người ngoài cuộc, không nên phán xét gia đình người khác.